Chương 1 Trở về Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 3 Con không muốn về Việt Nam đâu, giọng của nó Sana lạnh lùng cất lên phản bác lại lệnh của ba mình Ông Đỗ Hoàng Phong nghe thấy sự khó chịu trong hàng khí âm vực của nó liền nhíu đôi mày rậm lại Nhất định phải về Không nhiều lời, nói xong Ông Phong lập tức cúp máy không để nó nói thêm gì nữa vì ông sợ bản thân mình sẽ mềm lòng mà cho nó ở lại bên Mỹ một thời gian dài nữa. Tốt nhất nên về Việt Nam nhanh một chút, ông Phong đặt cả thân to lớn nặng nề của mình xuống sofa. Bây giờ ông đang rất lo cho an nguy của nó. Con bé phải về đây thật sao, mẹ nó? Bà Trần Thiên Trang từ từ hạ bước xuống cầu thang đến bên ông Phong nhẹ nhàng hỏi. Ông mệt mỏi cục mí mắt ngã lưng ra phía sau. Tôi cũng muốn cho nó sống ở Mỹ lắm, nhưng tôi sợ là nó sẽ bị bắt bởi Hắc Hội. Hắc Hội là một tổ chức lớn, phân bố trên toàn thế giới. Hội này tập hợp bao gồm các sát thủ chuyên nghiệp, nhân viên cao cấp của nhiều tập đoàn lớn, hacker. Họ chuyên mua bán thông tin và ám sát kẻ mà Wei Chen hạ lệnh truy nã. Wei Chen là một hacker đứng đầu Hắc Hội. Không ai biết danh tính của hắn, ngoại trừ hắn vừa 18 tuổi. Một tổ chức vô cùng bí ẩn, bà Trang nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng. Ở Mỹ, tổ chức ngầm của bà không thể bảo vệ nổi cho nó. Với lại nó còn quá trẻ để quản lý ban hội. Trong thời gian này phải cẩn thận hơn nữa. Tốt nhất là về Việt Nam để bà có thể dùng quy lực của ban ma nữ bảo vệ an toàn cho nó. Bên Mỹ. Chết tiệt, nó tức giận nhìn mà hình điện thoại một màu đen im lìm. Bây giờ, khi không lại bảo về Việt Nam bên đây không tốt sao? Không biết ba mẹ đang nghĩ gì nữa? Xoảng, chiếc điện thoại bị ném thẳng vào bức tường không thương tiếc nát thành sắc vụn, hắn từ ngoài bước vào nghe tiếng đổ vỡ là đủ biết nó đang phát tiết cỡ nào rồi. Sana, có chuyện gì mà em phải nổi giận đến như vậy? Về Việt Nam, nó lạnh lùng thốt lên ba chữ cho hắn. Nhật Minh như nghĩ mình lạc vào cõi âm ti một người xem việt nam là địa ngục trần gian như nó mà cũng có một ngày phải nói về việt nam ư ừ, hắn có phải hay không bị lú lẫn lãng tai hay đang bị mộng du về việt nam làm gì anh có về luôn không bỏ lơ câu hỏi của hắn nó thờ ơ vu vơ hỏi lại hắn nhìn nó rồi nói sẽ về sandy mau soạn hành lý cho tôi về việt nam sandy là thuộc hạ dưới trướng của mẹ nó ban chủ sa ranh một thời gian trước đã tạm giao quyền quản lý bang ma nữ bên mỹ cho nó còn bà phải về việt nam sống với ông phong tiểu thư còn những đôi tình nhân kia thì sao thật ra nó đã từng bị phản bội bởi một người con trai bên trung quốc lúc đó cứ ngỡ mình được yêu thương hạnh phúc nhưng nó đã vô tình thấy anh ta tay trong tay tình tứ với người con gái khác nó đã trở thành một ma nữ từ đó nó luôn tìm cách bắt những đôi tình nhân hạnh phúc rồi giết họ nhằm hạ giận chi việc bản thân bị phản bội. Từ từ, dần dần, nó quen với việc giết người. Mùi máu tanh bốc lên khiến nó thích thú. Nó như một con quỷ. Người trong thế giới ngầm gọi nó là ma nữ khát máu Sana. Thả đi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.